Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu với các bạn kỹ thuật nhấn luyến. Đây là kỹ thuật gảy vào một âm, sau đó dùng cần đàn nhấn lên hoặc là xuống mà không cần gảy vào âm tiếp theo. Kỹ thuật này cũng được sử dụng rộng rãi ở các quãng nhấn khác và là kỹ thuật làm cho âm thanh du dương hơn, mềm mại hơn, rất được hay sử dụng trong các bài bản dân ca và nhạc cổ của Việt Nam. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn kỹ thuật tô điểm. Đây là một trong những kỹ thuật quan trọng của đàn bầu và nó cũng là nét đặc trưng của dân ca nhạc cổ Việt Nam. Đó là dùng rất nhiều nốt hoa mỹ và nốt tô điểm để thể hiện tính chất cũng như đặc trưng của từng vùng miền. Có nhiều loại tô điểm khác nhau, ví dụ như là tô điểm một nốt, tô điểm hai nốt, tô điểm ba nốt, hay là các kỹ thuật thể hiện tô điểm cũng khác nhau, ví dụ tô điểm nhanh, tô điểm chậm, tô điểm dứt khoát hay là tô điểm vuốt mềm. Nhưng ở đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số cách tô điểm cơ bản là tô điểm từ âm dây buông lên nốt có nhấn và tô điểm từ âm nhấn xuống quãng hai trưởng lên âm dây buông, tô điểm từ nốt nhấn lên quãng hai trưởng xuống âm dây buông.